Rồi, ngồi đi bạn. Xin chào. Chào anh Cô Linh. Dạ, xin mời bạn nữ. Oh, wow, wow. Wow, ê chà. Chà, bạn gái gì nghe wow, 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 wow không vậy? Wow lắm nha, Linh nha. Em giới thiệu về em coi em gái. Xin mời em giới thiệu về bản thân mình. Dạ vâng ạ. Em xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Nam Thư, cũng như là các vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Thị Hoa, năm nay em 26 tuổi. Và hiện tại thì em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em thì sinh ra ở Nghệ An và lớn lên ở Gia Lai. Em làm công việc gì Hoa? Dạ em kinh doanh bên thời trang ấy. Kinh doanh thời trang, rồi vậy là mặc đồ đẹp lắm rồi ha. Rồi bây giờ xin mời bạn Nam mình giới thiệu về mình nè. Dạ vâng, em xin tự giới thiệu, em là Vũ Minh Đăng. Hiện tại em 29 tuổi, hiện tại đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em là ở Thanh Hóa. Hiện tại em là đang kinh doanh buôn bán tự do. Hiện tại em đang kinh doanh nghề các sản phẩm về dừa. Dừa hả? Dạ vâng. Bên kia là Hoa, bên đây là Đăng, Hoa Đăng. Trời hợp quá. Thả đèn Hoa Đăng, cầu bình an, hạnh phúc, thành công cho mọi người. Điểm mạnh, điểm yếu của bạn gái là gì? Dạ, em thì vui vẻ, hòa đồng. Và em cũng khá là tự tin vào cái ngoại hình của mình. Và nói chuyện thì thu hút người đối diện. Tính em là người phụ nữ hiện đại á. Thì em quan điểm là phụ nữ thì phải có sự nghiệp nè, độc lập nè, về tài chính cũng như là có sự nghiệp. Và thứ hai là phải lo toan được công việc trong gia đình. Và em thì kiểu em cũng tham công tiếc việc á, nên là nhiều khi em cũng hơi tập trung vào công việc, nên là nhiều lúc cũng có bận rộn. Bây giờ em kể đi, mạnh rồi, điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em hay hơi nóng tính á. Nhiều khi bực chuyện vì đó thì em hay chửi nồi niêu son chào. Là chửi đã cơn đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà không có gì hết chị đi lên mình chửi như vậy thôi chứ không có để bụng. Còn điểm mạnh điểm yếu của bạn Nam là gì nè Đăng ơi? Dạ điểm mạnh của em là em thích kinh doanh và tham gia các chương trình từ thiện. Hiện tại em là vận động viên đua xe đạp mạo hiểm và chạy marathon. Em tham gia các giải khắp toàn quốc mình. Em chạy xe đạp? Dạ vâng, đua xe đạp. Quá dữ luôn ta. Dạ vâng. Và em nói em bán dừa hả? Dạ vâng. Bán dừa gì? Là em chuyên tất cả các loại về dừa, như thế là dừa tươi, dừa xiêm xanh, xiêm đỏ, dừa dứa. Và các sản phẩm như dầu dừa, nước màu dừa, mứt dừa và đồ mỹ nghệ về dừa. Ủa thôi còn là dừa không vậy đó hả? Chuyên dừa, em biệt danh em là Thánh Dừa. Thánh Dừa hả? Thôi dữ luôn. Hôm nay có mang dừa lên đây không? Có mang dừa lên không anh? Dạ hôm nay thì nói chung là nó có nhiều vấn đề nó xảy ra, nó ngoài mong muốn, thì xe hàng của em bị hư không lên được nên là không có hàng đưa lên đây. Để mời anh lên. Ít nhất phải đem mứt dừa lên đây. Đúng chứ. Đúng rồi. Mứt dừa, nước dừa. Không có trái đâu. Dừa, không có đồ dừa thì phải có mứt dừa. Em dừa phải thôi. Tháng dừa gì kỳ quá, phải có dừa. Nói chung là nhiều lúc nó rơi vào tình huống nó ngoài mong muốn em ơi. Nhược điểm của bạn Nam là gì hen? Dạ nhược điểm của em là nóng tính á. Nóng tính. Bên kia nóng, bên này nóng nữa. Dạ vâng, và em khi mà em gặp những chuyện bất bình trên đường thì em hay can thiệp vô để em giải quyết vấn đề cho nó được. Ví dụ như họ sẽ xích mích thì mình vô can thiệp giảng hòa cho người ta, nhưng mà đôi khi người ta hiểu nhầm mình. Em hiệp sĩ đường phố hả? Thấy cái gì là bất bình là nhào vô luôn á hả? Không, nhưng mình phải nhận định câu chuyện nó là như thế nào, chứ không phải là mình nhảy vô là mình làm theo cái hướng theo chiều một nghĩa hiệp đó. À vậy về có nóng tính với vợ không anh? Dạ không em ơi, dạ không em ơi. Khi mà hai bên cùng nóng thì tới hết hai bên im lặng nữa, mọi thứ nó sẽ chun chảy hơn. Nóng quá uống nước dừa hết nóng. Chính xác luôn. Đúng rồi, người ta nói cơm sôi thì bớt lửa, biết đời nào khê. Em có tật xấu gì không trai? Dạ tật xấu thì hiện tại em không có tật xấu gì. Không có tật xấu gì hả? Tốt không vậy đó hả? Thiệt không? Để coi thử. Chị thử chị. Kìa nghe không có tật xấu gì, chị Nam Thư chỉ hỏi thiệt không kìa. Ồ, hello. Dạ chào chị. Không có tật xấu gì luôn thiệt hả? Dạ vâng ạ. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi hen? Dạ mình có 2 mối tình. À. Và mối tình gần nhất thì mình trải qua cũng 4 năm. Khi yêu thì người đó là đang sinh viên và mình thì đang bắt đầu từ nghỉ công ty ra mình kinh doanh, thì nó gặp đôi chút khó khăn. Thì khi mình tập trung vào khởi nghiệp thì lúc nào mình phải tập trung cả cái thời gian mình san sẻ cho người đó nó ít hơn. Thì khi mà người đó cảm thấy nó bị lạnh nhạt thì người ta chọn bước ra đi. À tức là mình không có thời gian nhiều dành cho người yêu cũ của mình. Hồi nãy bạn gái bên đây có hỏi á, là vận động viên đua xe đạp. Dạ vâng. Vậy thì có khỏe không? Đúng rồi, có khỏe không? Cái điều đó chắc là phải có rồi. Vậy mình thì có một thể lực rất tốt thì mình có thể đi đua được. Để mình cái cạnh tranh thứ hạng với người ta được. Được rồi, thấy chưa? Thấy đàn trai ngon chưa? Em thấy bình thường, từ từ. Vậy là anh chưa gặp đàn gái bên em rồi. Để tôi coi đàn gái sao mà rồi. Qua nhìn đàn trai với nửa con mắt vậy. Trời ơi, mời anh. Hello. Em chào anh.
Wow. Ổn không anh? Đúng là hoa. Hoa, đúng, tươi như hoa. Hoa này hoa thuộc hoa Đà Lạt đẹp ha. Một chút hoang dã của núi rừng ha. Một chút lộng lẫy của Đà Lạt ha. Một chút khiêm tốn chứ không như ai kia bà mối chảnh. Trời hoa ơi, hoa chê đằng trai đẹp có quyền. Đúng, đằng trai ta cũng sắc nước hương dừa lắm à. Trời ơi, sắc nước hương dừa. Em muốn thử sức khỏe không? Thử. Thử. Cho em thử, muốn chị. Thử gì? Hít đi đây đó, đó. Nằm dài hít. Hít cho anh. Em hít cho anh 80 cái thôi coi. 1 2 hít 3 nào, hít thở thôi. 5 hít 6 thoải mái vô. 7 8 hít hết bụi luôn. 9 thôi bởi 10 11 12 12 cái nha. Em chim về chân thôi. Được. Cuối cùng cũng chinh phục được bà mối bà nó không em hả? Chưa, em còn nhiều vòng lắm. Bây giờ em gái. Dạ. Nãy giờ qua bên đây kiểm tra đàn trai rồi tôi kiểm tra lại nè. Đàn gái có mấy mối tình rồi? Dạ em là có 3 mối tình rồi ạ. 3 mối tình hơn bên đây mối ha. Cái mối tình gần đây nhất là bao lâu rồi em? Dạ cách đây 1 năm ạ. Tại sao chia tay? Em phát hiện ra bạn đó lăng nhăng ạ. Tức là em phát hiện mấy lần thì bắt đầu mới chấm dứt cái mối tình đó? 3 lần ạ, là em cũng có tha thứ rồi. Thôi vậy cho đi luôn, đúng rồi. Đúng rồi. Em gái muốn tìm một người yêu thương như thế nào? Ngoại hình anh, ngoại hình là em ngoại hình phải khá chút xíu, 7 điểm trở lên đó chị. 7 điểm. Cao chỉ 1m7, bụng không có bự quá. Hơn 1m7, gọi gì nữa? Em yêu cầu đi, đàn trai đáp ứng cho coi nè. Anh ơi, phải khỏe nè. Khỏe, chắc khỏe luôn. Rồi, phải sạch và phải thơm nữa. Sao nên coi cô thơm không nhé, chưa biết nha. Sao có sạch và thơm không anh? Sạch, sao? Có sạch, nhưng mà hơi đen chút xíu. Nó da ngâm ngâm thì nhìn đôi khi nó không được sạch lắm thôi, thể thao mà. Dạ rồi, cho qua được anh. Còn gì nữa? Em nghĩ là phải trung thủy nè. Phải chăm chỉ cầu tiến trong công việc, cũng như là có tham vọng. Rồi không gia trưởng vũ phu, làm được thì chơi được, giống như làm hết sức chơi hết mình. Tại vì cái tính em cũng vậy rồi, để mà hai người hòa hợp. Em có một cái mẫu hình lý tưởng nào của em không? Về người đàn ông không? Về ngoại hình nhá, thì em thấy em thích Nô Phước Thịnh á. Còn cái mẫu lý tưởng thì em cũng không quan trọng lắm. Giống như mình thương thì mình thương thôi, chứ cũng không quan trọng lắm. Bên đây cũng nu nhưng mà rừng xà nu á. Anh thấy yêu cầu bên đó em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? 70%. 70%. Em muốn người phụ nữ như thế nào? Nói chung là em không quan trọng vấn đề ngoại hình. Em quan trọng vấn đề đó, người đó là tin tưởng em. Và nói chung là cùng hiểu nhau và chia sẻ nhau mọi khó khăn. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi những cái ý kiến trên có hợp lý không nha. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị gái của em ạ. Rồi chào chị gái. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Thứ, chào toàn bộ khán giả và mọi người xem chương trình ạ. Em thấy bên đây sao? Dạ anh trai này khá là chín chắn và có cảm giác là giống như anh trưởng thành ấy. Thì nếu như mà hai người có thể tiến tới với nhau thì em nghĩ là có thể bổ trợ cho nhau. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với một người anh của em. Mình tên Khoa, mình xin chào anh Quỳnh Linh với Nam Thư và mọi người ạ. Thì mình thấy cô gái này đều ok, xinh. Nhưng mà điều đó không quan trọng tình yêu. Quan trọng là em này có tính độc lập. Và em này cũng độc lập. Hai em rất là trong cái vấn đề đó ok. Anh thấy hai đứa hợp. Không gì quý bằng độc lập, tự do là hạnh phúc. Ok. Duyên dáng. Cảm ơn anh trai của bạn Đăng. Bây giờ mình mở rào đi, cho hai đứa gặp mặt. Mở rào. Chào em. Chào anh ạ. Cảm ơn quà tặng em. Dạ em cũng ơi. Em cũng có quà tặng anh. Em của ít lòng nhiều anh ơi. Ok. Em cảm nhận gì về anh? Em thấy anh cũng chín chắn nè. Cũng làm kinh doanh giống như em thì em nghĩ là cũng dễ hòa hợp. Với anh thì là nó tin gặp em thì em thấy là một người là sống về một gia đình. Dạ. Nói chung là em có một cái trách nhiệm gì đó ở cái công việc mình rất cao. Anh có thích đi du lịch không anh? Nói chung là mỗi lần mình đi du đó là một kết hợp với đi du lịch luôn đấy. Em thì có sở thích là ăn đủ thứ luôn. Niềm đam mê bất tận về ăn uống và đi du lịch. Nên là nếu mà tìm được một người đồng hành như vậy thì sẽ rất là dễ. Hồi nãy em gái nói là cần người đàn ông sạch sẽ thơm đó. Bây giờ em kiểm tra coi có sạch có thơm không? Hơi khó kiểm tra. Em đi lại gần chút xíu đi, em đứng dậy em đi lại gần chút xíu. Chết rồi sao em kiểm tra bây giờ? Em đi vòng em đi. Em đi vòng vòng luôn. Đó em hửi coi có thơm không? Em không thấy mùi gì. Em thì kiểm tra sao coi có thơm không?
Dạ không, không thấy mùi, không thấy mùi thơm. Cũng không thấy mùi cơ thể. Mà rồi bây giờ Thư hỏi nè, quan điểm hai bạn á về cái chuyện sống thử trước hôn nhân thì như thế nào? Tại vì em là kiểu hiện đại, em thấy sống thử thì nó cũng không phải là cái gì đó quá. Giống như hai người nếu mà đã xác định là cưới nhau đi thì có thể là sống thử một thời gian để xem thử có hợp với nhau hay không. Thế trong quá trình nếu mình tìm hiểu nhau mình thấy không hợp nhau thì mình chia tay. Còn nếu như mà mình thấy hợp nhau thì mình tiến tới hôn nhân. Mới gặp nhau, quen nhau, cái sống thử thì em thấy không nên. Chính xác luôn, anh cũng nghĩ như vậy. Không nên làm chuyện đó. Rồi bây giờ Thư hỏi đăng câu nè. Thấy bạn gái nữ xinh không? Dạ rất xinh. Rất xinh. Người ta nói á, lấy vợ đừng lấy xinh quá. Vợ mà đẹp quá lo lắng lắm. Vậy thì bây giờ ví dụ đi, rinh cô này về được làm vợ mình. Rồi lúc đó đăng có lo lắng không? Vợ mình đẹp quá mà. Nói chung thì cái điều đó thì người đàn ông nào cũng có á. Là cũng có lo lắng đúng không? Tính em là sống tình cảm ấy, thì em mà thương ai rồi á thì rất là chung tình, suy nghĩ có một người đó thôi, chứ không có lum la. Nói chung là anh rất ghét mẫu đàn ông mà lăng nhăng. Và bạn anh thấy anh không chào làm chuyện đó. Dạ. Bây giờ nè, trước khi chúng ta bấm nút thì mỗi bên có thể hát tặng nhau một bài nào đó để chúng ta truyền cảm hứng cho nhau được không? Em hát một câu nhá. Em mượn siêu tỏ tình đấy thì sao nào? Em yêu anh đấy thì sao nào? Hy vọng anh đừng ngơ ngác, đừng câu mày. Thôi coi như chưa nghe thấy, cạn ly vậy. Em hát được một câu này. Có hay. Bài này có tên là Mượn rượu tỏ tình ha. Ý nghĩa quá trời quá tên bài hát. Hãy bấm nút bấm với trách nhiệm của mình. Yêu thương, hãy bấm. Còn không rung động trái tim, chúng ta không cần bấm. Chuẩn bị. 3 2 1 Hết thời gian. Hết thời gian. Nắm tay đi. Nào, hãy xin phép chị đi. Dạ em xin phép chị được làm quen với em gái của chị. Và em xin hết được thơm em gái chị. Thơm là gì? Thơm á. Cái đó là do bé Hoa quyết định. Em đồng ý cho anh thơm em một cái không? Để thơm chán đi anh. Thơm chán. Không được. Thơm chán tức là hung con, em hiểu không? Có. Mẹ hung mẹ hung mẹ. Dạ rồi, thì anh đặt điện thoại cố định lại giúp em nha, mình bắt đầu phỏng vấn á. Dạ rồi, giới thiệu với anh là hôm nay có chị Nhung và anh Hiệp là biên tập của chương trình á, sẽ phỏng vấn với mình ngày hôm nay nha. Em mời hai anh chị. Rồi, mình bắt đầu giới thiệu về bản thân mình trước luôn ha. Họ tên, tuổi, quê quán và công việc mình là gì nè. Mình nói to lên nha, tại vì cái tiếng của mình nhỏ quá. Dạ, em rất là em chào, đầu tiên em chào chương trình ạ. Chào Phòng Bánh Online ạ. Em tự giới thiệu mình là em là tên là Hoàng Minh Trọng. Em năm nay là 39 tuổi. Ở quê quán của em là ở Quảng Bình, Bố Trạch Quảng Bình ạ. Mình là Hoàng Minh Trọng hay là cái gì Trọng? Đúng rồi, Hoàng Minh Trọng ạ. Quê Quảng Bình. Rồi hiện tại công việc của mình là gì? Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Làm bên kỹ thuật điện ạ. Làm kỹ thuật điện hả? Cho công ty nào? Dạ em đi làm tự do ạ. Kỹ thuật điện tự do. Rồi, anh Trọng là trước giờ là mình đã từng lập gia đình chưa? Dạ chưa. Rồi, vậy thì chuyện tình trường của mình trước giờ như thế nào? Dạ, chuyện tình thì em trước cũng có hai mối tình nè. Cũng chưa đi đến kết quả gì. Mối tình đầu thì cũng là lâu rồi ạ. Tại năm đó cũng 22 tuổi á. Rồi cùng gia đình hai bên cùng lúc đó cũng chưa có đồng ý lập gia đình đó. Là mình chia tay cái này bao lâu rồi? Dạ, đây thì tính ra là cùng
mối tình thứ hai á thì cách đây 7 năm rồi ạ. Thì chia tay cách đây chia tay 5 năm ạ. Dạ. Rồi trong 5 năm đó mình không có tìm hiểu ai khác hay sao? Dạ cũng có tìm hiểu nhưng mà không có không có hợp với mình á. Dạ. Thì... rồi một người như thế nào sẽ phù hợp với mình ạ? Thì em cần tìm một người là cùng quê quán là ở miền Trung luôn. Nếu mà như ở Quảng Bình thì nó tốt hơn. Là nó cần tốt hơn chút, còn không có thì ở cùng miền Trung cũng là tốt rồi. Người nó thì nó tầm tuổi tầm khoảng độ 25 đến 30 tuổi trở xuống, là 32 trở xuống ok ạ. Rồi tính cách cô gái này như thế nào, ngoại hình ra sao? Cao thì một tầm 1m50 trở lên, 55 rồi 60 rồi xuống đó. Thì cân nặng thì nó rơi vào 4,2 thì 48 cái phí trở xuống. Rồi tính cách bạn gái như thế nào nè? Tính cách thì tính tình thật thà rồi, nhưng mà về biết chăm lo gia đình rồi đó. Rồi anh Trọng, mình có những cái tài lẻ gì không, có năng khiếu gì không? Cái giọng đó đâu phải giọng của người hay học đâu. Em thấy giọng này không hay. Năng khiếu. Trong công việc làm, học hỏi rồi bắt trước công việc rồi thôi. Cho anh về cái tài lẻ nhé, không có... Nô, xe rồi rồi. Cho cô Phương. Vậy mình có những cái điểm mạnh gì, điểm yếu gì? Gì vậy? Tính cho thằng Phương giọng khác, thằng Phương không nghe được giọng mình nữa. Chị có thể đưa em một cái tai nghe á. Không, bạn nó ao rồi. Ủa vậy không? Trời ơi, kêu quay lại được không? Biết hả? Biết nấu ăn biết hát quá hả? Trời ơi, hát là một cái bài lẻ đó, hát thử nghe thử đi anh chồng. Hát thử bài nào, bài ruột, bài cũ cũng được. Dạ, hát có chứ. Trời, đoạn ngắn thôi. Bài... quá đáng thật sự. Bên Trung. Lâu lâu chưa thì... vậy là anh mới làm bài này đúng không? Sao bóng mắt buồn chiều. Gì hả? Cao hơn nè, mấy 85 nè. Rồi, tài lẻ thì tài của mình là mình biết mở điện đồ này kia, mới lấy đàn dịp đồ ra, mình nói nhiều hơn nha. Tài lẻ thì biết là có nghĩa là biết xử lý trong tình huống về hiện tại, những cái đó thì nó thường là công việc hàng ngày rồi. Rồi ok, cảm ơn anh Trọng ha. Thì nếu mà có thông tin mình được chọn hoặc là có người phù hợp thì mình sẽ thông báo cho mình biết nha anh Trọng. Rồi dạ. Rồi ok, chào anh Trọng ạ. Cảm ơn chương trình ạ. Dạ rồi, chào anh, mình phát ra cuộc gọi được rồi anh. Dạ, cảm ơn anh. Thông tin họ tên, tuổi tác, quê quán của mình nha. Dạ, rồi em chào chị nha. Em thì em là Cúc Cúc, 33 tuổi, quê quán của em thì Bình Thuận. Công việc thì buôn bán hàng ăn. Mình là cái gì Phúc to lên giùm nè? Đoàn Hữu Phúc đi. Đoàn Hữu Phúc đúng không? Đoàn Hữu Phúc rồi, Phúc sinh năm bao nhiêu nè? Em 89 ạ. Đoàn Hữu Phúc sinh năm 89. Hiện tại là mình đang ở Bình Thuận luôn hả? Dạ em ở Bình Thuận. Là mình buôn bán hàng ăn, là buôn bán cái gì? Em mở cửa hàng bán phở đó chị. Là mình tự bán luôn hả? Dạ em tự bán. Là tự nấu phở luôn. Dạ. Rồi ok, bây giờ Phúc chia sẻ một xíu những cái điểm mạnh điểm yếu của bản thân mình ha. Em thì
có một lập gia đình cách đây 3 năm rồi, được một bé trai ở với em. Điểm mạnh thì nói chung là chẳng trong công việc thì tự quyết định và tự lập được. Còn điểm yếu thì nhiều lúc cũng không quyết đoán. Nói chung là không tự tin trước đám đông nhiều lắm. Rồi mình giơ cái điện thoại cao cao lên xíu, các bạn quay lại. Ok rồi, cái lý do vì sao mà mình ly hôn nè? Nói chung là vợ em thì mất cách đây 3 năm rồi, gần 3 năm rồi. Là vợ bị gì mà mất? Bệnh. Vậy hả? Là có mình nuôi con hay là có ai phụ mình không? Để em gọi các bạn 3 giờ. Tại thì cũng ở gần ông bà nội nên là gửi con ông bà nội trông, còn em thì buôn bán. Là cách đây 3 năm rồi, thì là sau khi mà vợ mất là mình có tìm hiểu ai khác gần đây không? Dạ không ạ. Nói chung là cũng có đấy, nhưng mà tại vì em con mình còn nhỏ quá cũng chưa nghĩ tới chuyện tìm hiểu ai nữa. Là bé trai nhà mình bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay 4 tuổi. À 4 tuổi. Rồi bây giờ là mình sẽ mong muốn để mà tìm kiếm một cái người như thế nào để phù hợp nè. Nói chung là người bình thường thôi, nói chung người phụ nữ bình thường không biết lo cho gia đình, lo cho con cái mình sau này nó dễ thôi. Rồi là ngoại hình tuổi tác này kia thì như thế nào? Dạ thì nhỏ hơn hoặc bằng em thôi chứ không còn tuổi ngoại hình thì cũng ưa nhìn, dễ nhìn là được rồi, không cần phải đòi hỏi gì ạ. Rồi vùng miền thì như thế nào? Nói chung em buôn bán và có nhà cửa ổn định như này rồi thì mong muốn là cũng có duyên thì gặp được người mà cùng quê hoặc là gần khu vực mình ở nó dễ hơn. Là gần phải ở ngoài khu Bình Thuận á hả, hay là ở đâu, những cái vùng miền nào, ví dụ anh muốn là gần là những cái địa điểm nào? Như em ở Bình Thuận nhưng mà em giáp ranh với Đồng Nai, mà giáp sát với em sát Đồng Nai ở cuối, em là cuối của Bình Thuận á, giáp đó giáp Lâm Đồng với Đồng Nai á. Là ở những cái khu vực mà Đồng Nai, Lâm Đồng này kia vẫn được đúng không? Rồi ví dụ ở Sài Gòn thì có được không? Nói chung là nói vậy nhưng mà biến số là gì, nếu mà người ta chịu chấp nhận mà đi theo mình hoặc là cùng mình xây dựng gia đình phát triển thì cái đó là cái tốt thôi ạ. Rồi mình còn yêu cầu gì đặc biệt ở người người ta cũng từng lập gia đình này kia thì vẫn được đúng không? Dạ nếu không sao. Rồi ok, mình ngoài ra là mình còn có những cái khả năng hoặc là mình có cái phần thêm phần giao lưu văn nghệ này kia được không? Cái đó thì em kém lắm. Vậy đó hả? Trời ơi, cái này là phải tập luyện nha. Dù nếu mà được chọn tham gia chương trình là cũng phải tập luyện rồi chuẩn bị này kia để lên giao lưu ngoài những cái phần mình chia sẻ ha. Rồi thì hôm nay chỉ là cái buổi đầu để mình cáp những cái thông tin cơ bản thôi. Còn nếu mình được chọn á thì sẽ có biên tập trao đổi kỹ nội dung với mình từng phần và phải chuẩn bị cái gì, lên sân khấu phải giao lưu cái gì cho nó hấp dẫn hơn ha. Rồi ok, cảm ơn anh Phúc nha. Có gì chương trình sẽ thông báo cho anh biết ha. Cảm ơn chị nha. Rồi chào anh.